Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quốc hội đã trở thành công cụ đắc lực của đảng. Ngày 6 tháng 5, blog Lê Quốc Quân trên VOA tiếng Việt bình luận: Quốc hội, nhân dân và những võ sĩ giác đấu. Với việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới đây, tác giả nhận xét số lần họp bất thường 7 lần của Quốc hội đã nhiều hơn họp thường lệ 6 lần, là hệ quả của những xáo trộn ở thượng tầng, nơi có nhiều nhân vật đã được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Hình ảnh bài trên blog Lê Quốc Quân, VOA. Tác giả nhắc lại Việt Nam đã từng có một quốc hội dân chủ, đó là quốc hội khóa 1, được bầu ra qua cuộc tổng tuyển cử vào năm 1946. Quốc hội này có 403 đại biểu, trong đó Việt Minh chiếm 120 ghế, số còn lại thuộc về các đảng phái khác và cả những đại biểu không có đảng phái. Quốc hội khóa 1 kéo dài 14 năm, từ 1946 đến 1960 với 12 kỳ họp. Đã xem xét và thông qua được một bản hiến pháp tốt, 16 đạo luật, 50 nghị quyết và 3 chính phủ liên hiệp. Sau năm 1954, đất nước chia đôi, nhiều đảng phái chính trị khác bị đàn áp hoặc đi vào Nam, miền Bắc bị đặt dưới sự cai trị của đảng lao động. Quốc hội dần bị thâu tóm và đặt hoàn toàn dưới sự kiểm soát của đảng. Theo tác giả, sau gần 80 năm, giờ đây Quốc hội Việt Nam đã thực sự trở thành một quốc hội bù nhìn, hoàn toàn nằm dưới sự thao túng tuyệt đối của Đảng Cộng sản. Nhưng quốc hội không chỉ đơn giản là gật theo ý đảng, mà đã bị biến thành một công cụ đắc lực của đảng, dưới hình thức tinh vi, khiến cho người dân và thế giới lầm tưởng. Hình ảnh quốc hội bù nhìn với 500 nghị gật. Tác giả dẫn lời ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa 13, từng phát biểu rằng: Vấn đề là phải xác định sự lãnh đạo của đảng với quốc hội khác gì với các thể chế khác ở chỗ nào. Vì quốc hội và hội đồng nhân dân là cơ quan dân cử, ví dụ với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm, khi ban chấp hành trung ương hay bộ chính trị quyết định quá cụ thể các chỉ tiêu thì không còn dư địa nào cho quốc hội bàn. Lúc đó đảng quyết định luôn rồi, chứ không chỉ dừng lại ở chủ trương nữa. Và chuyện đưa ra quốc hội chỉ là để hợp thức hóa mà thôi. Tác giả đánh giá lời phát biểu của ông Phúc cho thấy đảng đã dứt khoát giành lấy quyền quyết định hết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội Việt Nam. Đặc biệt về nhân sự, đảng cũng nắm thật chặt, thậm chí là quyết định ai, vào thời điểm nào thì có tín nhiệm, thời điểm nào thì không. Ví dụ rõ nhất là trường hợp của ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ mới đây. Rõ ràng quốc hội chỉ là một công cụ của đảng để hợp thức hóa các quyết định của đảng. Tác giả dẫn điều 69 Hiến pháp Việt Nam, theo đó, quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam. Và điều 70 Hiến pháp trao cho quốc hội nhiều quyền hạn rất lớn, ví dụ quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình, quy định tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác, đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia, quyền quyết định trưng cầu dân ý, hình ảnh những võ sĩ giác đấu bại trận. Tác giả cho biết quốc hội đã từng khiến đảng phải lùi bước 2 lần với dự án đường sắt cao tốc và sân bay Long Thành. Nhưng giờ đây người dân hoàn toàn không biết điều gì đã xảy ra. Tác giả đặt ra một loạt câu hỏi, đó là ai đã thực hiện việc phế truất các vị lãnh đạo cao nhất? Ai đang tiếm quyền thực sự? Thực chất đã có một cuộc đảo chính phi bạo lực hay không? Cuộc đảo chính này là bất thành hay đã thành công rực rỡ? Quyền lực thực tế nằm trong tay ai hay nhóm nào? Không ai biết. Quan sát chính trị Việt Nam gần đây, tác giả hình dung các võ sĩ giác đấu tại đại hí trường La Mã, nơi diễn ra các trận đấu sinh tử, nơi kẻ thua cuộc chỉ chết khi người thắng cuộc nhận được dấu chỉ của người có quyền lực nhất. Tác giả bình luận, hàng ngàn năm trôi qua, trò chơi quyền lực tại Việt Nam vẫn thu hút được đông đảo dân chúng, giống như võ sĩ giác đấu tại đại hí trường khi xưa. Chỉ khác, giờ đây khán giả không biết kẻ bại trận có thật sự bại trận và chấp nhận thua cuộc hay chưa. Nhân dân Việt Nam hoàn toàn không được dự phần vào bất kỳ quyết định nào, dù cho hiến pháp quy định nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Quốc hội đã trở thành công cụ đắc lực của đảng. Chính quyền có trả lại tiền gửi ngân hàng cho người dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 1975 hay không? Ngày 2 tháng 5, AFA Tiếng Việt có bài ý kiến quanh tuyên bố trả lại tiền gửi cho dân sau ngày 30 tháng 4 1975. Theo AFA, sau 49 năm kết thúc chiến tranh, truyền thông nhà nước đăng bài cựu binh kể thời khắc mở cửa hầm, tiếp quản 16 tấn vàng ngày giải phóng. Bài viết nhắc đến việc ông Lữ Minh Châu, phó ban tài chính đặc biệt của Trung ương Cục, công bố trước hàng trăm nhân viên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
lệnh tiếp quản và lệnh ngừng hoạt động tất cả các ngân hàng vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 5 1975. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết, ngoài công bố lệnh tiếp quản, ông Châu đồng thời công bố chính sách về quyền lợi và nghĩa vụ trong quan hệ đối nội đối ngoại của các ngân hàng chế độ cũ, trong đó bao gồm các việc xác nhận nợ, tiếp quản các kho, thế chấp, trả lại tiền gửi cho nhân dân và các tổ chức trong và ngoài nước. AFA dẫn quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, ông Lữ Minh Châu không có khả năng làm việc đấy, bởi lúc đấy là lúc thay đổi cả một chế độ, ông ấy nhân danh gì mà phát biểu như thế. AFA dẫn nhận định của Trung tá quân đội Đinh Đức Long cho rằng, chuyện bàn giao là có, còn chuyện xử lý như thế nào thì không bao giờ họ tuyên bố trong ngày 1 tháng 5 đâu, vì vừa tiếp quản xong, bao nhiêu vấn đề, nói ra hớ thì sao. Xử lý ra sao thì phải xin ý kiến cấp trên, cao nhất là Bộ Chính trị. Tài sản trong ngân hàng quốc gia đâu phải dễ dàng để quyết định trong vài tiếng đồng hồ. Ngay cả ông Lữ Minh Châu cũng không có thẩm quyền tuyên bố giải quyết tiền đó như thế nào, chỉ nhận bàn giao mà thôi. Hình ảnh cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, người vẫn luôn bị chế độ Cộng sản nói là ôm 16 tấn vàng bỏ trốn trong suốt thời gian dài. Bên cạnh đó, AFA cho hay, nhiều người dân có tiền gửi trong các ngân hàng trước ngày 30 tháng 4 1975 đều cho biết họ mất trắng cả tiền lẫn vàng, không có chuyện chính quyền mới trả lại cho họ. AFA dẫn lời một người hiện đang ở Sài Gòn, từng là một doanh nhân kinh doanh gỗ Thành Đạt trước năm 1975, khẳng định không hề có chính sách trả lại tiền người dân gửi như lời công bố của ông Lữ Minh Châu trên báo Nhà nước. Tôi chắc chắn không có chuyện ông Lữ Minh Châu công bố chính sách về quyền lợi và nghĩa vụ trong quan hệ đối nội đối ngoại của các ngân hàng chế độ cũ. Lý do là quân giải phóng vô tiếp quản với chính sách quân quản, tất cả đặt dưới sự quản lý của quân đội, cụ thể là tướng Trần Văn Trà, cho một Sài Gòn hỗn loạn lúc bấy giờ thì không bao giờ có chuyện công bố chính sách trả lại tiền gửi cho nhân dân vào lúc đó. Họ kéo quân vô Sài Gòn như một đội quân ô hợp. Khi Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh nói chờ bàn giao một chính phủ hợp pháp sang cho họ, thì họ nói không bàn giao gì hết mà phải đầu hàng. Làm gì có chuyện họ công bố trả lại tiền gửi cho dân. Hình ảnh quân đội Bắc Việt tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 1975. AFA nhắc lại, ngày 14 tháng 3 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định số 114 về việc xử lý hệ thống ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam do Phó Thủ tướng Phạm Hùng ký. Theo quyết định này, hệ thống ngân hàng ở miền Nam là công cụ của chế độ Tây Sai, nhằm lũng đoạn nền kinh tế miền Nam nước ta để bóc lột làm giàu trên xương máu của nhân dân ta. Do đó, Hội đồng Chính phủ quyết định quốc hữu hóa toàn bộ hệ thống ngân hàng của chế độ cũ, đồng thời đình chỉ chi trả cho tất cả các loại tiền gửi ngân hàng, tịch thu toàn bộ tài sản gửi trong các tủ sắt của các ngân hàng cũ. Như vậy, điều này càng khẳng định việc nhà nước Cộng sản không hề trả lại tiền gửi ngân hàng cho người dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. AFA dẫn lời cựu binh Hoàng Minh Duyệt, người trong ban quân quản, kể lại câu chuyện tiếp quản 16 tấn vàng ngày giải phóng được truyền thông trích lời cho biết. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao để không mất đồng xu cát bạc nào của nhà nước. Với cả mình đứng giữa các nhân viên chế độ cũ mà lại làm gì không đàng hoàng thì họ sẽ khinh thường cho. Phải làm gương trước những người chế độ cũ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Chính quyền có trả lại tiền gửi ngân hàng cho người dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 1975 hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d